Ngày 20 tháng 1 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký các quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 5 di tích trên địa bàn tỉnh. Các di tích được xếp hạng gồm Đền Quốc Mẫu, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, Đình Ba Nóc, thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, Đền Thờ Triệu Việt Vương, xã Dạ Trạch, huyện Khói Châu, Nhà Thờ Họ Giang, xã Bình Minh, huyện Khói Châu, Chùa Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi quyết định nêu rõ nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ địa phương có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di tích cụm di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa